Kẹo cao su được làm từ cái gì? Có rất nhiều loại kẹo khác nhau. Bạn đã bao giờ thắc mắc về một loại kẹo tên là kẹo cao su, sau khi ăn xong phải nhả bã và vứt đi? Kẹo cao su đã xuất hiện từ xa xưa, có thể là từ thời Hy Lạp cổ đại. Còn kẹo cao su hiện đại bắt nguồn từ vùng Trung Mỹ. Người Mexico rất thích nhai loại kẹo dai dai này. Họ nhai chất dẻo dẻo ấy lấy từ nhựa của những cành cây saico. Những miếng này cũng hao hao giống như kẹo cao su ngày nay. Có thể họ nhai chúng cho đỡ buồn miệng chăng? Quãng năm 1860, người ta nhập khẩu saico vào Mỹ, cho thêm chất tạo mùi vào và biến chúng thành kẹo dẻo đưa ra thị trường. Loại kẹo này ngay lập tức được ưa chuộng. Ngày nay, ngoài những loại kẹo làm từ saico hoặc các loại cây cho mủ khác trong thiên nhiên, đa số các loại kẹo cao su được làm từ cao su tổng hợp và các chất phụ gia nhân tạo như đường hóa học và hương liệu tổng hợp.